và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ giận tôi một tuần vì đóng cảnh nóng. Dù ủng hộ Hứa Minh Đạt trong công việc hết mình, nhưng Lâm Vĩ Dạ vẫn giận chồng suốt một tuần vì đóng cảnh nóng quá bạo với bạn diễn nữ. Bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa của đạo diễn Nguyễn Phương Điền đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong tập 19, khán giả đã vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh nóng giữa Hai Sáng, Cao Thái Hà thủ vai và Lũ, Hứa Minh Đạt đóng. Lâm Vĩ Dạ giận tôi một tuần vì đóng cảnh nóng. Chia sẻ về việc đóng cảnh nóng với Cao Thái Hà, Hứa Minh Đạt chia sẻ, đó cũng là cảnh vô cùng áp lực với tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mợ hai xinh đẹp quyền quý mà lại hãm hiếp một đứa gia đình cù lừng quê mùa. Bước vào cảnh quay, tôi thực sự sợ Cao Thái Hà. Cô ấy lao vào lột áo, đẩy tôi lên giường và ngồi trên người tôi. Lúc ấy tôi thấy Hà ghê thật, mắt cô ấy trợn tròn, sức mạnh không kém đàn ông. Cô ấy ghì vai tôi mạnh khiến tôi bị đau. Tôi choáng nhất là lúc cô ấy ngồi lên bụng mình. Tôi không ngờ cô ấy mạnh đến thế, và nét mặt sợ sệt của Lũ cũng là nỗi sợ của chính tôi. Quay xong phân đoạn này, tôi và cả đoàn trêu Cao Thái Hà quá bạo. Hứa Minh Đạt thừa nhận trước cảnh quay này anh đã hỏi ý kiến Lâm Vĩ Dạ trước. Anh chia sẻ bà xã cũng là người trong nghề nên cũng hiểu cho chồng. Khi xem lại cảnh quay, Lâm Vĩ Dạ còn bật cười trêu ghẹo Hứa Minh Đạt. Tuy nhiên trước đây, Lâm Vĩ Dạ từng giận Hứa Minh Đạt suốt một tuần vì đóng cảnh nóng quá bạo với một bạn diễn nữ nhỏ tuổi. Anh bày tỏ trước khi quay, tôi luôn bàn bạc với bà xã về tâm lý nhân vật cảnh quay trong phim. Dạ cũng làm nghề nên hiểu tính chất công việc, cảnh quay đó nóng nhưng chỉ là nhân vật, đâu phải ngoài đời. Khi xem lại đoạn phim, Dạ nói với tôi, quay cảnh này tội nghiệp người ta quá ông xã, bắt người ta phải tưởng tượng cao quá. Lần duy nhất Dạ giận là khi tôi đóng cảnh nóng với một cô bé trong quán bar. Trong vai đại ca giang hồ, tôi thể hiện cảnh móc họng bạn diễn nữ để lấy viên thuốc chứa chất kích thích. Dạ trách tôi đóng cảnh quá ghê và đã giận tôi suốt một tuần. Đó cũng là lần đầu vợ chồng tôi giận nhau lâu đến thế. Dù rất hiểu cho công việc của chồng, nhưng đôi lúc Lâm Vĩ Dạ vẫn không thể kiềm chế được cơn ghen. Dù rằng có nhiều lần đóng cảnh đụng chạm với bạn diễn nữ, nhưng Hứa Minh Đạt vẫn khẳng định bản thân, giữ được bản lĩnh của một người chồng, người cha đúng nghĩa, anh bộc bạch. Tôi đã có gia đình, làm cha của hai con, kinh nghiệm diễn xuất cũng nhiều, nên phân biệt rất rõ giữa cái tôi của mình và cảm xúc nhân vật. Nếu bị cuốn theo nhân vật thì người diễn viên đó không có bản lĩnh. Nếu không giữ được cái tôi, diễn viên thì qua một bộ phim lại yêu một người sao? Tôi đã có gia đình, nếu không có bản lĩnh thì nguy hiểm vô cùng. Tôi cảm thấy hãnh diện vì vợ vừa giỏi nghề vừa đảm đang. Chia sẻ về việc Lâm Vĩ Dạ nổi tiếng hơn mình, Hứa Minh Đạt khẳng định đó là điều hết sức bình thường, thậm chí là anh còn cảm thấy tự hào nhiều hơn. Hứa Minh Đạt tiết lộ cả hai luôn ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Ai giỏi hơn ai không quan trọng. Điều quan trọng là họ có mục đích chung là cùng phát triển nghề, có kinh tế vững chắc để lo cho hai con một cách tốt nhất. Hứa Minh Đạt cho rằng suốt 10 năm sống chung bên nhau, anh và Lâm Vĩ Dạ đã đủ hiểu đối phương như thế nào nên luôn biết cách hạn chế mâu thuẫn. Chúng tôi sống chung với nhau 10 năm qua, hiểu hết tính cách sở thích của nhau. Giữa tôi và Dạ không chỉ là vợ chồng anh em mà còn là bạn nhậu. Ngày ở sân khấu Nụ Cười Mới, chúng tôi thường kéo nhau đi ăn và nhậu mỗi đêm diễn. Trải qua nhiều thăng trầm, nhìn nhau đã hiểu đối phương muốn gì, nên khó có sóng gió nào chạm tới gia đình tôi, Đạt trải lòng. Có thể thấy, Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ hiện tại đang sống rất hạnh phúc. 10 năm qua, cặp đôi có những lúc gặp mâu thuẫn hay khó khăn, nhưng bỏ lại tất cả, họ vẫn nắm tay nhau, không chỉ với tư cách là vợ chồng mà còn là tri kỷ, anh em hay bạn nhậu, cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ của mình luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.